Rồi, hôm nay Cường sẽ chỉ cho anh em những cái dạng mà căn bản nhất để làm một cái đầu tóc để mà mình cắt tóc, mình kiếm tiền, mình uốn tóc nha. Là cái này nó sẽ bao gồm từ cắt cho tới uốn luôn, cho tới xong thành phẩm luôn ha. Thì nó sẽ được diễn ra như thế nào? Thì cái bước đầu tiên choàng khăn xịt nước lên đầu thì bỏ qua, tại mấy cái đó mà giờ mà hỏi không biết nữa thì chịu luôn ha. Rồi cái bước đầu tiên nè. Rồi bây giờ hôm nay Cường sẽ làm từ A tới Z. À, cái vào tới kỹ thuật đó thì Cường sẽ hướng dẫn kỹ thuật thôi, còn anh em sẽ làm. Nhưng mà Cường sẽ làm một cái đầu từ đầu lúc bắt đầu cho tới khi thành phẩm. Nó sẽ mất thời gian trong vòng bao lâu và anh em phải tập để vào bữa thi tốt nghiệp nè, và bữa làm thợ nè thì mình sẽ để ý cái phần này. Ok. Rồi bây giờ là một cái mái tóc này thì hôm nay Cường sẽ cắt cái kiểu tóc gọi là two block ha. Two block TWU nha. Block ha. Rồi. Đầu tiên thì như thường lệ một cái mái tóc nào cũng vậy thì chia ngôi và cắt tóc bình thường ha. Bây giờ Cường sẽ hướng dẫn cho anh em cách cắt chua vào đó. Cái cắt tóc á, nó cái kiểu tóc đẹp hay xấu á, là nó do cái phần cắt tóc, chứ nó không phải là do cái phần uốn nha. Uốn là nó chỉ tác dụng là tạo cái nếp tóc theo ý của mình á. Tóc quăn thành tóc thẳng thành tóc quăn này kia thôi. Còn đẹp hay xấu là do thợ cắt chứ không phải là do uốn nha. Anh em không? Rồi. À, đây này. Bước đầu tiên các bạn cắt tóc ha. Những cái tóc này thì nó vừa vừa thôi, thì mình sẽ những cái super lock á, thường thường anh em mình không nên cắt nó quá cao, tại vì nó cao lên thì cái tóc nó bị xòe ra như cái nấm vậy nè, nó như cái nấm á, nên đâm ra cắt những cái tóc layer, những tóc super lock hoặc là những tóc sidepart mà cổ điển á, thì mình nên cắt thấp thôi, không nên cắt cao nhé. Mặc dù đây là cũng là một cái kiểu tóc hiện đại chứ nó không phải là kiểu tóc cổ điển, nhìn vô cái này là người ta biết nó là tóc hiện đại rồi đó. Cái gáy á, cái tóc mà thường thường gọi một cái phong tóc cắt cao, phong tóc cắt thấp, cách phân biệt của nó nè. Tóc cắt cao thì mình sẽ cắt từ 1/2 cái đầu tóc trở lên thì người ta gọi là cắt cao, còn mà dưới 1/2 thì gọi là cắt thấp. Thì nó có thể thấp ít hay thấp nhiều, ví dụ thấp ít thì nó nằm đây, thấp nhiều thì nó nằm dưới này ha. Nên nằm ra cái tóc cứ nằm cái phong tóc mình cắt từ một nửa đầu trở lên, nếu anh undercut thì gọi là cao thấp. Cao, undercut là cao nha. Cái này thì gọi là cắt thấp. Thì mình cái này thì thấy thấp quá thì mình nó sẽ cho nó cao lên tí xíu. Rồi. Nhưng nó vẫn phải thấp nha, chứ không có để nó cao quá nha. Cái tóc á, mà nâng tầng á, nó sẽ có hai cái dạng nâng tầng, một là nâng tầng bằng kéo, hai là nâng tầng bằng tông đơ. Ví dụ nâng tầng bằng kéo thì mình sẽ bắt cái tóc lên vậy nè, rồi mình cắt gọi là nâng tầng ha. Rồi cắt tầng đó các bạn hiểu không, mình bắt xéo vậy nè, bắt dọc xuống. Ví dụ cái muốn tầng cao thì mình bắt đứng cái tay lên vậy hoặc kéo cao lên, còn ví dụ các bạn muốn cái tầng ít thì các bạn nghiêng cái tay ra thì cái tầng nó sẽ ít nha. Còn cái cơ thì thường thói quen của mình thì còn hay cắt nâng tầng bằng tông đơ, chứ không phải nâng tầng bằng cái tóc không có tầng này là cái sợi trên cùng này, nó dài tới ngay cái mí này luôn, thấy không? Thấy không? Còn tất cả nó đều dài tới cái vị trí này hết thì nó sẽ bị dày quá, khi mình uống thì nó sẽ bị quăng cái phần ở dưới này là nhiều này, còn phần trên này nó không quăng, các bạn hiểu không? Nên ra mình cắt tầng ở sau. Cái này thì tóc này có các tầng nhẹ rồi, tức là cái tầng này anh em mình thấy sợi trên này nó chỉ dài tới đây thôi nè, trên cùng nè, và sợi kế tiếp nó sẽ dài dài hơn sợi trên cùng một tí xíu, tức là nó xếp chồng lên như cái mái ngói vậy đó. Tắt tông đơ luôn nha. Cái này là cái nhanh nhất mà thường áp dụng nhất để cắt, rồi cắt bằng tông đơ luôn. Rồi. Bước đầu tiên là khi mà mình cắt cái tóc xong nó đã hết cái gọi là có công đoạn gọi là cắt khung, phá ngấn, sau đó là mình sẽ nâng tầng. Nâng tầng nè. Mình sẽ chải cái tóc này lên một góc 45 độ, cao lên một tí xíu. Xíu thôi, 45 độ thôi nè. Cắt. Rồi, sau đó mình sẽ chải cũng ở chỗ đó luôn, nhưng mình chải cao hơn là 90 độ và mình cũng cắt một lớp như vậy.
Mình chạy chạy lên 75 độ trên. Mình cắt. Rồi, sau đó mình chạy xuống nè. Thì cái tóc nó sẽ tự động có tầng. Anh em nhìn giữa cái phần có tầng và phần không có tầng nè. Nhìn kỹ nha. Cái phần ở đây, tóc chưa có tầng là cái dấu tóc nó giữa phần tóc dài và phần tóc ngắn nó rất là rõ. Các bạn thấy không? Nó rõ lắm. Thế từ đây lên đây, đây lên đây là sao? Là phần tóc dài. Đây xuống đây là phần tóc ngắn, mình nhìn thấy nó rõ không? Nó không có độ liên kết. Nó tách ra làm hai phần rõ rệt. Nhưng mà qua cái phần này đi. Đó. Cái phần mình vẫn đủ nhận biết là trên này phần tóc dài nha, anh em thấy cái đoạn giữa nó có độ liền lại. Thấy không? Người ta gọi là nâng tầng là nâng ở chỗ này đó. Rồi. Tiếp tới cái phần ở giữa này, mình cũng làm như vậy luôn. 45 độ, 90, 75 độ trên. Nha. Rồi, tới cái phần hai bên bát này. Cái phần này có cần nâng tầng không? Cần, phần nào cũng cần hết, không có phần nào không cần hết. Cắt làm sao để nhìn cái tóc mà nguyên cái tổng thể nó rất là mịn, nó ôm vào nhau hết á, là ok. Nó ôm vào. Khách thì họ bỏ công đoạn bẻ cổ này nha, khách nó sẽ tự ngước lên. Cái tóc của tóc thật mình nó luôn luôn, anh em ở đây ai cũng có tóc thật hết rồi. Cái tóc thật lúc nào nó cũng dễ cắt hơn cái tóc ken này hết á. Người thứ sáu và thứ hai tới đây là Cường vẫn dạy ở đây nha. Thứ hai anh em lên đây học nha. Các chị Phượng báo lại. Rồi. Bên này cái tóc cũng vậy, tức là phong tóc này Cường đã cắt cũ rồi. Nhưng mà mình cần thiếu cái gì không? Thiếu cái nâng tầng. Thiếu nâng tầng là nhìn nó ngấn nè. Cái nghe cái nâng tầng thì có vẻ nó xa lạ gì hết. Chứ một số cái người lớn khi mà anh em đi cắt tóc về, anh em mình sẽ thấy là nhìn cái là gì? Là biết họ mới đi cắt tóc về liền. Tại cái dấu nó rất là rõ. Giữa hai phần đen và trắng rõ nhau ghê lắm. Còn anh em mình tóc hồi sau này mình cắt làm sao phải để tự nhiên nhìn cho nó đẹp nha. Chứ cắt mà nhìn nó rõ hai cái ngấn quá là thua. Rồi. Ok. Rồi, bây giờ sẽ tới cái phần tóc, phần trên mái nè. Layer hoặc two block á thì việc đầu tiên mà cái layer two block nó không có cái dạng, không có cái mái gọi là phải dài tới chừng nào cũng gọi là chính xác của nó không có. Tức là có người họ sẽ thấy cái mái nó dài, có người họ thích nó vừa, có người thích mái ngắn, nên dài hay ngắn hay vừa gì đó là tùy vào mình, chứ không phải là nó không có phải phải là kiểu tóc đó bắt buộc phải dài chừng đó nha. Không có kiểu tóc nào bắt buộc phải dài chừng nào hết, kể cả cái đó là tóc layer, tóc undercut hay tóc gì, nó cái mái nó có thể dài ngắn tùy theo cái sở thích của khách hàng và tùy theo cái cảm quan của từng người thợ nữa. Có một số người thợ anh thấy ở dài chừng này là đẹp, nhưng có một số người thợ nó phải dài gấp đôi vậy mới đẹp, có một số thợ là dài gỡ gờ gấp rưỡi là đẹp rồi. Tức là đẹp hay xấu là do cảm quan của người thợ và cái sở thích của khách hàng. Nên không có cái kiểu tóc nào nó mặc định là phải dài như thế hay ngắn như thế. Cách cắt, kỹ thuật cắt thì nó giống nhau nhưng độ dài ngắn là do người thợ và người khách quyết định nha. Ok, bây giờ là two block thì mình nó có rất là nhiều dạng. Ví dụ nó dài thì nó vẫn gọi là two block. Ha. Nhưng mà bây giờ mình cho nó ngắn xuống tí xíu. Rồi, mình cho nó dài qua chân mày thôi. À, mình cắt ở giữa trước. Nè, cách đưa vô này, đưa vô ở trên, nhưng mà kéo xuống dưới này các.
Rồi. Trong cái thực tế nó cũng vậy thôi, nhưng mà trong thực tế nó dễ cắt hơn. Tại vì cái tóc mình nó tẩy ra chứ nó không có ôm sát vô da đầu như thế này. Cái da mình nó có độ đàn hồi. Còn cái này là cái đầu can nó giả, thì khi mà xịt tóc nó ướt á thì nó bám vô trong cái da này luôn nè. Ví dụ những cái sợi này nè, mình luồn cái kéo vô nó không có vô này, thấy không? Thế mình luồn cái kéo vô. Còn cái da mình á là nó sẽ tự lún vô để nó luồn cái kéo qua được. Nên cái tóc thiệt mình lúc nào cũng dễ cắt hơn hay khó cắt hơn? Dễ hơn, tóc thiệt lúc nào cũng dễ hơn. Rồi khi mình cắt ở giữa làm chuẩn, lại mình biết là độ dài mái nó tới đây, thì khi mình cắt hai bên qua mình sẽ canh bằng cái chân mày. Thí dụ cái tóc này mình cắt bên này, mình canh nó bằng cái đuôi chân mày nè, mình nhấp tới thì là dài hơn cái chân mày tí xíu. Từ cái đuôi chân mày chạy qua đây là dài hơn cái chân mày xíu, thì bên kia mình cũng sẽ cắt như thế. Tại vì cái chân mày rất ít có tình trạng mà hai bên mà chân mày cũng bên cao bên thấp lắm, đa phần nó bằng nhau. Hiếm mà các bạn thật sự cái người bên cao bên thấp có, nhưng mà ít, đa phần nó bằng nhau. Còn cái người mà chân mày bên cao bên thấp thì anh em mình lo mà canh nha, chứ đừng có canh chân mày người ta, mình nhìn cái mặt người ta mình biết mà. Bên này là bắt đầu từ cái đuôi chân mày đi xuống, các chị đa phần nó chuẩn. Còn ví dụ nó không chuẩn thì mình chỉ cần chỉnh sửa gì đó một tí xíu thôi là nó đã vô form rồi, và mình phải nhìn từ trước tới để coi nó đều chưa. Ok, được rồi. Rồi khi mà cắt như thế này mình sấy xong là thành đầu gì? Đầu nấm. Đầu mấy ngố, những cái đóng những cái vai mà khờ khờ khạo này, cái trong phim đó, thì người ta hay cắt cái này, là người ta cắt xuống vậy là xong rồi đó, không cắt nữa nha. Nhưng mà mình cắt layer thì không thể nào. Layer có nghĩa là không phải tên kiểu tóc, mà layer đây là cái độ giật tầng đó, thì người ta gọi là layer. Thì cái bước đầu tiên là mình cắt này. Hồi xưa thì người sẽ cắt ở trên này xuống, nhưng mà đó là cần canh được, canh xuống dưới này nó sẽ dài bao nhiêu. Còn các bạn không cắt được thì các bạn nên bắt từ dưới lên cho nó an toàn, cắt ngược lại, bắt từ dưới này lên nè và nâng lên. Mình lấy cái sợi ngắn nhất làm chuẩn, ngắn nhất à, ngắn nhất ở đây nè, thấy sợi ngắn nhất không? Đó, ngắn nhất nè. À, mình nâng tới một góc 90 độ cách từ da đầu, 90 độ nâng tới, kéo cái lực ra cắt. À, sau đó mình lại bắt chồng lên tiếp, nâng lên 90 độ tiếp cắt. Rồi bên này là 90 độ. Các bạn sẽ nói là ủa sao ở trước này là 90 độ kéo tới trước, mà sao ở đây 90 độ không kéo tới trước mà phải kéo lên trên? Tức là cái da đầu nó cong, cái da đầu nó tròn. Tức là 90 độ có nghĩa là mình kéo cái tóc lên mà nó vuông góc với cái da đầu là 90 độ nha. Tại vì cái đầu trước này cái trán mình nó cong xuống mà, à, nó cong xuống thì mình cứ cắt 90 độ theo da đầu nha, chứ không phải 90 độ theo cái cảm quan của mình nhìn đâu. Rồi sau đó mình chia đôi cái mái tóc ra, chia đôi ra. Rồi mấy sợi mình đã cắt rồi nè, mình bắt đầu bắt cái lớp kế tiếp, bắt những cái sợi đã cắt rồi á và mình xéo qua 90 độ. Thì mình sẽ lấy những cái sợi mình cắt rồi đó, những sợi mình cắt rồi nè, thấy không, sợi cắt rồi nè, làm chuẩn để mình cắt mấy sợi mới bằng cái sợi cắt rồi. Em này nữa. Rồi. Đến cái máy lên là tóc mình đã có độ layer đúng rồi đó. Bắt đầu cái phần bên này cũng thế, mình đã chia đôi nó ra rồi. Thì mình sẽ lấy một cái phần này kéo về phía bên này ha. Bên này nha, bên này kéo qua đây thì bên này phải kéo ngược lại nha. Kéo xéo qua và cũng lấy cái sợi ngắn nhất làm chuẩn, ngắn nhất nè. Cái phía bên này thì nó sẽ ngược tay, có cảm giác là nó sẽ khó cắt hơn. Rồi. Cứ kéo 90 độ, tức là làm sao để nó tạo với cái da đầu một góc vuông là đúng. Hoặc nó có chênh lệch này 90 hay 95 gì đó cũng được, nó lệch một tí xíu nó không có đáng kể lắm đâu là được nha. Đây, sau khi cắt xong thì cái tay mình dùng cái tay mình đánh lên cái máy, nó sẽ có độ tự nhiên của cái máy lại. Và đây gọi là kiểu tóc super lock mà một số người gọi là layer ha. Layer, layer không phải là tên kiểu tóc nha. Layer là một kỹ thuật cắt, một style cắt, một phong cách cắt, chứ không phải là tên kiểu tóc. Không có kiểu tóc nào tên là kiểu tóc layer cả. Còn khi mình search lên trên mạng mình search kiểu tóc layer thì thường thường nó sẽ ra kiểu tóc super lock nhé. Ok rồi.
Rồi, trước khi mà vào bài uống thì cần sẽ cắt luôn cái bài thứ hai cho anh em xem. Đây là một cái mái tóc xong nhá. Ok không? Xong nha. Rồi bây giờ tới bài thứ hai. Hôm nay Cường sẽ hướng dẫn cho anh em cắt cái bài tóc thứ hai. Khi mà cắt bất kỳ một kiểu tóc nào nữa thì cái việc đầu tiên mình phải làm là xịt nước và chia ngôi, phải làm cho cái tóc nó ướt lên. Có bình xịt em không? Này khô quá rồi. Có bình xịt không? Rồi. Ok, bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu vào cái bài học thứ hai. Và cái việc đầu tiên khi mà cắt một mái tóc lúc nào cũng phải làm gì? Đúng rồi, xịt nước và chia ngôi. Rồi. Hôm nay Cường sẽ chỉ cho anh em hai kiểu tóc căn bản, đa phần là sẽ tập trung bên cái phần uống. Và phải cần anh em uống cho đẹp, uống những cái này ấy, các bạn nghĩ là nó căn bản nhưng mà nhiều khi mình cứ tập trung vào những cái thứ cao siêu mà những cái thứ căn bản mình lại không tập trung. Những cái thứ căn bản là cái thứ lại giúp cho mình kiếm tiền thực sự một ngày hoặc là một tháng gì đó để kiếm ra một cái đầu tóc mà người ta tới đây người ta uống Rem lóc ít, rất ít, nhưng mà tới một cái đầu tóc để người ta uống bình thường này rất là nhiều. Có thể vài chục đầu là một tiệm là bình thường, nên đâm ra những cái tóc mà bình thường này mình mới cần tập dượt. Mình phải làm sao để nó nhuần nhuyễn này, những cái bình thường mình phải cần nhuần nhuyễn hơn là những cái chuyên sâu nữa. Rồi. Rồi. Đầu tiên là chia ngôi. Thì mình sẽ phải kẹp ngôi lại. Kẹp ngôi tóc lại. Rồi. Kế tiếp là mình sẽ dùng tông để cắt lên. Hôm nay Cường sẽ cắt cho anh em một cái kiểu tóc những cái dạng mà undercut truyền thống. Undercut truyền thống là sao? Undercut mà mình thấy bình thường nhất, phổ thông nhất mà mình hay cắt nhất thì gọi là undercut truyền thống. Undercut nó có nhiều dạng, undercut cổ điển là undercut nhiều lắm, nó có rất là nhiều dạng. Nhưng mà bây giờ mình đang chỉ cho anh em undercut truyền thống, tại vì nghe nó có gì là nó bình thường, nhưng thật sự nó không bình thường. Tất cả những kiểu tóc undercut nó đều khá giống nhau hết, nó giống nhau là đặt chung một kiểu tên mà, thì nó nhìn nó phải giống 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 nhau. Nhưng mà nó khác với nhau là cái độ cao thấp nó khác nhau một tí xíu, cái gáy nó cao thấp một tí xíu, cái mái nó dài ngắn tí xíu, tóc nó uốn hay không uốn, tóc thẳng hay tóc quăn là tự động nó sẽ ra cái undercut khác rồi. Mặc dù mình chỉ cắt có một style, một phong cách cắt duy nhất thôi. Rồi, việc đầu tiên cắt undercut là cái khung khung cao khung thấp. Cao. Hai bên cao thì cái gáy phải gì? Hai bên cao thì cái gáy phải gì đó? Hai, nếu hai bên cắt cao thì gáy phải sao? Hả? Gì? Nói lại coi đó. Hai bên cao thì gáy phải gì? Sao anh nói nghe em kêu thấp? Rồi hai bên cao thì gáy phải cao nha. Chị, anh em biết có kiểu tóc gì mà hai bên cao mà cái gáy nó rất không cao, thậm chí nó rất là dài không? Đúng rồi, chỉ có kiểu đó thôi nha. Còn tất cả những kiểu tóc khác là hai bên cao lại gáy phải cao, những kiểu tóc là cái hai bên cắt cao lại gáy nó phải cao lên. Cao là từ từ đâu đó lên?
Từ cao ở đâu, cao là từ đâu trở lên vậy? Mới học xong hả? Từ gáy trở lên là sao? Từ các từ đây trở lên là gọi là cao hả? Từ đâu? Đúng rồi, 1 phần 2 đầu trở lên thì gọi là cao. Chứ dưới gáy thì sao gọi là cao được? Nếu mà cái này cao là cắt ở chỗ nào chị chỉ em coi, chị chỉ tay luôn đi. Thế đây. Ờ, cắt cao là cắt tới Trên cái giữa này. trên cái giữa là cắt tới đâu? Tới đâu? Rồi, ok, đúng rồi nha. Cái đó là cao hơi nhiều đó. Cắt gơ cái này, cắt gơ nữa là được rồi. Các bạn thì nên dùng gì? Dùng cử cho nó dễ cắt. Rồi. Ok, được rồi. Rồi, sau đó mình lại tháo cái này ra để mình chia bên này. Undercut thì nó có hai dạng đó nha, một dạng undercut dài và undercut ngắn. Thí dụ cái undercut ngắn mà anh em mình thường cắt ngoài công viên á, là khi mình chia ngối á, là mình chia cái phần mái này thôi nè. Còn lại đây là mình cán bằng lên luôn. Còn cái undercut của trẻ mình đúng nghĩa của nó là mình cũng phải chia nó hết nha. Chia nó hết luôn. Nó phải còn dài, khi mà mình cắt xong nó vẫn dài hơn cái phần hai bên bát mình cắt nha. Rồi. Phần này mình nâng lên nè, đứng lên nè. Rồi mình canh lại tổng thể thì coi nó đều chưa, đứng ở sau mình canh, nếu nó chưa đều thì mình phải sửa lại, lý lại những chỗ nào cho nó đều. Còn ví dụ nó đều rồi thì thôi, phải đứng ở sau mình mới canh nó được ha. Đó, canh theo tổng thể nó thì là đều rồi. Cho đó mình nâng cái lược lên mình coi cái phần này nó đều chưa. Rồi, ok, được. Anh em biết vì sao mà tóc tóc này cần ít khi mà tỉa nhiều quá không? Tại vì khi mà những cái tóc ken đó, đa phần anh em mình thấy nó dày hay nó thưa? Nó thưa. Ken nó dày thưa tóc mình, cái tóc mình mà mình hớt xuống cái chân tóc nó rất là nhiều. Còn cái này mình mới hớt có vừa vừa này thôi là mình thấy không thấy da đầu rồi đó. Chứ tóc mình mà nếu mà dài như thế này là chưa thấy da đầu được đâu. À, rồi bây giờ mình sẽ chải cái mái lên. Rồi, thì đầu tiên cắt tóc nhé. Các bạn sẽ có hai style cắt, một cắt từ sau tới, hai cắt từ trước lui. Đơn giản nha, cái này rất đơn giản à. Mà các bạn, những các bạn mà học lâu, đặc biệt giống Đức hay là Quân vậy á, là phải cắt làm sao cho nó phải thiệt là nhuần nhuyễn kìa. Chứ không phải cái chuyện cắt được đâu. Cắt được là một chuyện, mà khi mình bắt cái tóc nhìn nó cũng phải đẹp, này, nhìn nó thẩm mỹ nè. Cách mình cầm cái tép tóc lên mình bắt á, hoặc là cách mình nhấp cái kéo này nó phải đẹp. Mà cắt cái tóc ra nó phải chuẩn, cho khác với những bạn mới học. Dù các bạn mới học thì các bạn có thể cắt xấu một xíu được, cắt tạm tạm xíu được, còn anh em mình học lâu rồi mình phải cắt cho đẹp nha. Cái thao tác cầm đồ nghề nó phải cắt xong rồi nó phải gọn gàng, cắt tới đâu gọn tới đó. Thì mình đầu tiên mình nâng cái lớp lên 90 độ và cái tay mình kẹp hơi xéo nha. Hơi xéo nhẹ 90 độ, tay kẹp xéo 90 độ có nghĩa là kéo thẳng đứng lên, gọi là 90 độ nha. Tay kẹp xéo cắt. Cắt nhiều cái, cắt bằng cái ngọn kéo thôi chứ đừng có cắt vô sau này nha. Rồi lớp kế tiếp chải ngược lối và lấy cái ghép cũ làm chuẩn cũ nè. Rồi lớp kế tiếp
À, cứ thế mình cắt thôi. Đây mình thấy không, khi mà mình cắt quen á, thật sự mình nhấp có vài kéo thôi là nhìn nó rất là gọn gàng. Còn mà anh em thấy thi tốt nghiệp không, cắt một con tóc mà anh em bắt, trời ơi, bắt tè la từ lưa, bắt tư bời hết trơn, không thấy hàng thấy lối nào hết trơn á. Mà trong khi anh em mình nhìn thấy gần cắt công thực sự nói cho đúng chứ, bắt khoảng ba bốn cái là hết đầu rồi đó. Không có cái, không có hàng đâu mà bắt nữa, một hàng là bắt không bốn năm cái rồi. Cho dù anh em chia tép mỏng như anh em bắt 7 cái là không còn chỗ nào mà bắt nữa. Mà không biết anh em bắt sao mà nhiều khi thấy 10 phút đầu đã cắt xong phần dưới rồi, mà tới cắt 20 phút sau phần trên tóc cắt chưa xong. Ha. Lớp kế tiếp là bên này 75 độ, tay kẹp xéo 75 độ. Là kéo xéo qua và cái tay kẹp hơi nghiêng nè. À, và lấy cái lớp cũ làm chuẩn. Cắt. Bắt ngược lui. Anh em mình chải nhẹ nhàng nha, chải hai ba lần á, cần chải một lần với anh em chải hai ba lần á. Anh em mình chải quen á thì chải một phát thôi nó cũng chuẩn, còn ví dụ mình chải không quen á thì phải chải hai ba lần cho chắc ăn ha. Rồi sau mình chải lại, chải ngược lại, rồi sẽ tới công đoạn gọi là chỉnh khung. Thì mình bắt ngang để mình gắt đúng không, nhưng mà giờ mình bắt dọc nó lại, dọc lại mình chải lên, nếu mà nó thẳng hàng là chuẩn, thấy không? Mình bắt ngang cắt nhưng mà khi mình bắt dọc là nó vẫn thẳng. Rồi là bên này bắt dọc lại. Ok không? Rồi. Ok. Ha, là chuẩn. Nha, rõ rồi. Mình bắt ngang nhưng mà giờ mình bắt dọc rồi, giờ mình bắt xéo. Xéo. Ha. Xéo thì coi nó có chuẩn không? Xéo này. Ok, ha. Xéo. Ok, là được. Nếu mà mình cắt chuẩn là mình bắt dọc, bắt xéo gì lại nó cũng cũng phải chuẩn hết á nha. Rồi sau đó mình sẽ thả cái máy ra, mình chạy ngược nó lên. Cái tay mình nè, các bạn sẽ thấy gần chắc gần hay hờ hờ cái tay này để tác động đi, để nó tránh bị bung tóc ra. Còn ví dụ anh em mình chải mà anh em mình không hờ, nó sẽ bung những cái kiểu, những cái sợi mình không mong muốn, thấy không? Thấy không? Nên hai, thấy hai sợi này nó bị lệch không? Thấy hai sợi này nè, thấy không? Nó bị lệch theo quỹ đạo này, mình chải nó bị lệch, nên khi mà mình chải mình lấy cái tay mình hờ lại là không bao giờ nó bị hết á nha. À, các bạn hiểu không, cái tay mình phải hờ lại thôi, không có đè xuống nha, hờ cái tay lại thôi. Rồi đẹp trai, ok nha. Rồi sau đó mình sẽ phải dùng kéo tỉa, tại vì những cái tóc này á, mà nếu mà anh em mình tỉa nó không có cắt, nó không có chuẩn á, thì mình phải tỉa tỉa lại để cái tóc nó mềm mại hơn, mình vuốt lên nhìn nó đẹp hơn. Undercut chứ không phải undercut như vậy, kết kết có nghĩa là cắt á, cắt kết này kia đó vậy. À, nâng lên nâng lên nâng lên. À, cái lược nè, nâng lên cho nó hỏng lên nè, rồi kéo nhấp dưới nè, tóc dài nha. Hoặc là mình có thể đứng phía sau nâng lên rồi cũng nhấp dưới, nó giống nhau hết, cái thao tác cắt giống nhau hết, mà mình đứng đứng xuôi hay đứng ngược thôi. Rồi sau đó chải ngược lại là cái tóc mình đủ mềm mại là xong. Mình cắt chuẩn hay không, lúc tóc ướt mình nhìn mình dễ biết, tóc khô thì khó thấy nha, chứ tóc ướt nhìn biết liền. Rồi ok, một mái tóc xong. Ừ. Thì hai bên sai nó sai hai, nó là đứt ngay chân đứt dễ hiểu nè. Anh là cái tóc này á, lý do tại sao cường không cắt sát, tại vì cắt sát cái tóc này nó mà người ta làm nhìn cái đường may nè, nó may chỗ đậm chỗ nhạt. Thấy không? Tại vì một chỗ thì có lỗ nó ghim tới 5 sợi tóc, có lỗ nó ngâm 2-3 sợi, có lỗ nó ngâm 2 sợi thôi. Nó không chuẩn nên mình khi mình cắt sát lên thì nó sẽ lên nhem. Nên mình nhìn mình thấy này đúng không? Mình nghiêng lại, mình thấy cái chỗ này nó đậm hơn nè. Thấy không? Đậm hơn nè. Còn mấy cái line nó đã trong một line nó đã không có line đậm line nhạt rồi nên gỡ không sao. Còn cái chuyện sát hay hay mà không sát á là do mình, với do sở thích của khách hàng nữa. Ví dụ các những khách hàng giống như Cường thì Cường không thích sát, tại Cường thích để cái xanh lại. Còn một số khách hàng sát thì mình hạ cỡ nhỏ hơn, ví dụ 4.5 mình học ngoài đó. 4.5 xong mình hạ 3 ly, xong mình hạ 1.5, xong mình đẩy không cử luôn. Đợi dưới nó sẽ trắng, nó chuyển lên trên mình hay gọi là phay.
Còn những cái khách bình thường là mà cái dạng phay thì bây giờ nó hơi bị qua thời một tí xíu rồi. Bây giờ rất ít người họ thích phay. Anh em có để ý không? Bây giờ mình cắt trong tiệm mình ít thấy cái hàng vuông mà phay trắng lắm. Còn cách đây mà khoảng vài năm trước thấy toàn phay trắng không ha. Mọi người ơi, mọi người xem xong video rồi phải không? Nếu mà thấy hay ấy, thì nhớ cho mình một like và một subscribe cho kênh YouTube này của mình nhé. Chào tạm biệt mọi người. Nhớ nha, nhớ đăng ký rồi hẳn ra nhé.